Hello, chào mọi người nha. Bây giờ mọi người biết cái này là cái gì không? Thịt gà mình nướng hồi nãy nè. Bây giờ chín mình đem ra mình che mình ăn nè. Giờ mời mọi người nha, ăn buổi trưa chấm ớt với mình nha. Cái này là tới hai con gà lắm đó nha mọi người. Nhưng mà mình lấy con rưỡi à. Mình không có ăn giò đầu á, mình lấy cái mình nướng không à. Mình mà bị con nó ấy mình bắt giữ mình chạy ra mình có không được, cái nó hơi bị đen đen nha mọi người, cái mình ớt nó ngon lắm. Khô cũng ngon mọi người. Đắp miếng cốt rượu mình ăn không ngắt. Cốt rượu mình làm một sớt còn á. Ớt tương xay á với tương ớt với ngũ vị hương với sa tế với bột ngọt à là mình nướng á, nó thơm ngon mọi người, ăn đi gan theo quay á. Ăn cũng kiểu mọi người. Gà này người ta cũng bỏ quá. Cũng bỏ cái mình đem bỏ tủ lạnh á. Bây giờ mình đem ra mình nướng. Nhiều lắm mọi người ơi, cúng nhiều lắm. Mấy thịt là thịt gà là gà miễn phí không á. Người ta đem lại người ta cúng không á. Chứ mình không mua đâu. Gà là mình không mua. Người ta đem lại cúng nhiều lắm. Xong rồi mình đem gem mình treo mình nướng mình ăn. Buồn á. Nó hỏi mình câu ớt á, mình mua lộn lưỡi câu á, lưỡi câu ớt mình đi mua lưỡi câu ra vuông về dính ớt á, con cành cành không lại mình bắt vuột chứ. Buồn dễ sợ, cực khổ nguyên có 2 tiếng hồ không dính con dính cá lóc nước có bị ngập không.
không, nước nó khô quá. Nó khô nhai không nổi luôn á. Trời ơi, gió nó thổi cho nó phá lên cái nhạc. Cà nhúng, cà nhúng, cà nhúng cà. Đụng đưa, đụng đưa. Nước à. Dán nguyên ca trà đường luôn. Mình uống trà đường không à, mình uống gì chứ. Phải uống trà đường á. Công nhận già xới dai ghê. Già nãy già rồi. Bự á. Dài. Ớt nhiều ăn. Con gà kiếm thật không. Mình không ăn da, mình thịt thôi. Cho gà luộc với thịt vịt luộc á thì mình thái ăn xương. Nhưng mà nếu cái gì khô gan rồi xương có gì đâu ăn. Ngày mỗi gặp luôn á, mỗi quầy hàng luôn.
Có ông bữa nay bự chà bá cả hai cái thúng à. Khô quá, ăn cứng quá mọi người ơi. Con đang khô bò. Ăn no cái nó buồn ngủ giả mạng, giờ mắt mở không lên luôn. Ngộ mình có tặng ăn no vô mình buồn ngủ. Trước khi mình ăn mình làm công chuyện rõ trơn. Mình ăn xong mình ngủ. Mà mình ít ngủ chưa lắm, mình muốn ngủ chưa. Bình thường mình ăn ít lắm. Tại mình làm quay lên không có một chuyện để quay bé làm chứ mình rất ăn giặt lắm. Khô quá trời khô. Ngày mỏi hoài hàm. Này chắc chưa ai đó bụng á, chắc ăn ngon lắm. Chiều nay mình nghỉ ăn cơm đó. Mình ăn cái món gì cái là chờ nguyên ngày đó mình không ăn cơm. Thậm chí bữa sau mình cũng không ăn. Có hỏi mình nhịn ăn 2 ngày luôn, mình ăn bá đồ này no cái vô cái mình gặp cơm mình không muốn ăn. Thôi mình ăn hết nổi nha mọi người. Mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nhớ xem kênh, ủng hộ đăng ký like cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha mọi người. Nhớ đồng hành cùng mình nha mọi người. Bye bye, tạm biệt mọi người.